Xin được cảm ơn và kính chào quý vị. Đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật của báo Thanh Hóa, sau đây là những thông tin chi tiết mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết, đơn vị này phối hợp với các lực lượng chức năng dập tắt vụ cháy xe bồn chở xăng dầu trên đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 20 phút tối hôm qua, tại km số 50 600, đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng hướng Hải Phòng đi Hà Nội, đoạn gần cầu vượt thống nhất, địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô dạng xe bồn chở xăng dầu mang biển số 24H 00262 với xe tải mang biển số 14C 20085. Sau đó, xe bồn chở xăng dầu bị cháy lớn, ngọn lửa bùng lên dữ dội, kèm theo khói đen bốc lên lửa cháy lan sang hành lang cây xanh bên cao tốc, làm ùn tắc một chiều đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Nhân chứng Nguyễn Ngọc Tú chạy xe ở đường gom bên cạnh cho biết lửa bùng rất mạnh, tròn hết làn đường từ Hải Phòng về Hà Nội, lan sang hàng cây bên cạnh. Tôi không thấy người trên xe bồn kịp thoát ra ngoài, anh Tú nói và cho biết đứng cách khoảng 50 m vẫn cảm nhận sức nóng. 21 giờ 40 phút, xe cứu hỏa được điều đến hiện trường, sau khoảng 45 phút dập tắt đám cháy, tuy nhiên khu vực hai xe vẫn còn khói tại hiện trường xe tải loại nhỏ biến dạng đỗ tại làn rừng khẩn cấp xe bồn lật nghiêng cháy rụi nằm chắn hết làn đường hướng về hà nội lực lượng chức năng cho biết đã ghi nhận một thi thể bị cháy tại hiện trường vụ cháy thi thể trên nghi là tài xế xe tải tuy nhiên cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi để đưa ra kết luận cuối cùng ngoài ra tài xế xe bồn chở xăng bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương đại diện đơn vị vận hành đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng cho hay, trong xe bồn chứa nhiên liệu, xăng dầu nên ngọn lửa bùng lên rất mạnh kèm theo tiếng nổ lớn. Lực lượng cứu hộ đứng xa cách hàng chục mét vẫn có thể cảm nhận được sức nóng từ vụ cháy. Địa điểm xảy ra sự việc là nơi mặt đường khô, biển báo đầy đủ và trời không mưa. Mới đây, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 đối tượng, gồm Trần Hữu Vũ, sinh năm 2003, Trần Hữu Mạnh, sinh năm 2001 và Trần Trung Kỳ, sinh năm 2006, cùng ngụ xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi cố ý gây thương tích. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào chiều ngày 5 tháng 6, Vũ điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 38AK02244 đi từ nhà đến sân bóng của chị CTN tại xã Kỳ Thượng để đánh bóng truyền. Lúc này trên sân có anh Trần Minh Quân, cán bộ công an xã Kỳ Thượng cùng 11 người khác đang chơi bóng, bên ngoài có một số người dân đang xem. Trong quá trình di chuyển, Vũ không đội mũ bảo hiểm, sử dụng xe máy gắn ống pô tự chế gây ra tiếng nổ lớn, khiến những người đang có mặt tại sân bóng có ý kiến nên anh Quân đã lên tiếng nhắc nhở Vũ. Khi đó, Trần Hữu Vũ tỏ thái độ bực tức, tiếp tục vặn ga gây tiếng nổ lớn khiến mọi người bức xúc. Sau đó, Vũ về nhà dù anh trai là Trần Hữu Mạnh, sinh năm 2001 và Trần Trung Kỳ, sinh năm 2006, chú cùng thôn, cầm theo dựa quay lại sân bóng truyền để tấn công anh Trần Minh Quân. Đến nơi, các đối tượng cầm dựa rượt đuổi, tấn công cán bộ công an Trần Minh Quân. Trong quá trình đó, anh Quân nhặt được chiếc thước bằng kim loại hình khối hộp chữ nhật, kích thước 2,1 m nhân 0,045 m, loại thường dùng trong xây dựng để tự vệ. Vũ cầm dựa chém mạnh về phía anh Quân, nhưng chúng chiếc thước làm chiếc thước đứt đôi. Mạnh dùng chân đạp vào hông trái rồi nhặt đá gạch đập vào người đầu làm anh Quân bị ngã. Tiếp đó các đối tượng dùng tay chân đấm đạp liên tục tác động vào cơ thể anh Quân đến khi có người can ngăn mới dừng lại. Đồng chí quân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chảy máu mũi, mồm, tụ máu ở mắt trái, vết thương hở ở vùng trán và thái dương trái. Sau một thời gian củng cố tài liệu chứng cứ, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Hữu Vũ, Trần Hữu Mạnh và Trần Trung Kỳ về tội cố ý gây thương tích, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Vũ và Mạnh, hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày mùng 2 tháng 7, tại kỳ họp thứ 17, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua tờ trình nghị quyết đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố năm 2024. Tỷ lệ đại biểu tán thành thông qua nghị quyết này là 91,4%. Trong số 22 tuyến đường, phố mới được đề xuất đặt tên, Ban Phát chế Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị thành phố giải trình thêm cơ sở đặt tên cho đường trinh tiết có chiều dài 540m ở huyện Mỹ Đức, và phố Quán Tình dài 500m ở quận Long Biên. Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, ông Đỗ Đình Hồng, đường Trinh Tiết được đặt theo tên làng cổ ở huyện Mỹ Đức. Tên này tương truyền do vua Lý Thái Tông đặt cho làng, địa phương cũng có đình đền Trinh Tiết được xếp hạng cấp thành phố. Còn tên Quán Tình có từ cuối thời Lê Trung Hưng, là xã thuộc Tổng Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Phủ Thuận An, Trấn Kinh Bắc, nay là tỉnh Bắc Ninh. Trên địa bàn Giang Biên, quận Long Biên hiện có chùa Quán Tình trình bày báo cáo thẩm tra nghị quyết, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Duy Hoàng Dương đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao tiếp tục nghiên cứu, ra soát, tham mưu ban hành mới quy chế đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng phù hợp với tình hình thực tiễn. Việc đặt tên cần theo xu hướng hiện đại như theo ký tự, số, nhất là tại khu vực đô thị mới phát triển. Ông Dương cho biết Việc này đã được ban yêu cầu từ năm 2021 nhưng thành phố chưa thực hiện. Việc ra soát đổi mới quy chế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện cho quận, huyện, thị xã cũng như Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài các tuyến đường, phố mới và công trình công cộng đáp ứng nguyện vọng cử tri và người dân địa phương. Tin báo mới nhất của Fista cho hay, cơ quan thời tiết nhà nước Philippines Pagasa dự báo 2 đến 3 cơn bão nhiệt đới có thể hình thành hoặc đi vào khu vực dự báo của Philippines vào tháng 7 này. Trích dẫn mô hình dự báo bão của Pagasa, chuyên gia thời tiết Pagasa Obed Badrina cho biết, hầu hết các cơn bão trong tháng 7 đều đi qua khu vực Bicol, di chuyển về phía bắc Luzon và có thể vòng lại theo hướng tới Nhật Bản. Chuyên gia thời tiết người Philippines lưu ý, đôi khi bão tháng 7 gần Biển Đông sẽ không đổ bộ vào đất liền mà chỉ quét qua phần phía bắc của nước này. Tuy nhiên, bão gần Biển Đông trong tháng 7 vẫn có thể tăng cường gió mùa Tây Nam và gây mưa lớn ở các khu vực phía Tây Luzon và Visayas. Trong dự báo ngày 1 tháng 7, chuyên gia Batrina cho hay, cơ quan thời tiết Philippines chưa theo dõi bất kỳ vùng áp thấp nào có thể trở thành bão bên trong hoặc bên ngoài khu vực dự báo của Philippines. Tại Việt Nam, nhận định về các hình thái thời tiết trong tháng 7 năm 2024, Phó trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Trần Thị Trúc cho biết, trong tháng 7 năm 2024, khả năng xuất hiện 1 đến 2 cơn bão áp thấp nhiệt đới và có thể ảnh hưởng đến khu vực đất liền. Nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C, có nơi cao so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nắng nóng tại khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 2 tháng 7, sau đó suy giảm và có xu hướng gia tăng trở lại trong khoảng 20 ngày cuối tháng 7. Khu vực Trung Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày nắng nóng. Theo thông tin từ tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến ngày 3 tháng 7 sẽ đưa vụ án in phát hành mua bán trái phép hóa đơn trốn thuế ra xét xử sơ thẩm. Trong vụ án này, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang, sinh năm 1973, ngụ quận Bình Thạnh được xác định là kẻ chủ mưu đầu vụ có quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống hàng ngàn tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 38 đồng phạm giúp sức khác trong việc thực hiện hành vi phạm tội. Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 7. Chủ tọa là thẩm phán Ngô Ngọc Thắng. Theo nội dung vụ án, ngày 9 tháng 3 năm 2023, lực lượng chức năng tuần tra trên tuyến đường Trần Hữu Trang, quận Phú Nhuận, thì phát hiện đối tượng Mạc Chí Minh đang di chuyển trên đường có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, đối tượng Minh khai nhận đang đi giao hồ sơ, tài liệu giúp Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang. Qua lời khai và các tài liệu, chứng cứ thu giữ của mình, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt triển khai kiểm tra, bắt giữ các đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu là Mỹ Trang. Đồng thời, tiến hành khám xét 9 địa điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Công an đã thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại di động, một số lượng lớn hóa đơn chứng từ ghi khống nội dung trị giá. Theo hồ sơ, Mỹ Trang từng tổ chức đánh bạc. Tháng 12 năm 2021, Trang bị Tòa Nhân dân thành phố Di An Bình Dương đưa ra xét xử và tuyên phạt 18 tháng cho hưởng an treo. Bên cạnh hoạt động tổ chức đánh bạc, thì Trang là đầu nậu mua bán hóa đơn khống quy mô lớn. Khi bị lực lượng chức năng khám xét nhà và bắt giữ, tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận bắt đầu mua hóa đơn khống từ tháng 4 năm 2017. Theo đó, Trang sử dụng thông tin chứng minh nhân dân của người thân hoặc mua chứng minh nhân dân, căn cước công dân ở các tiệm cầm đồ để thành lập nhiều công ty ma, mua lại những công ty lập ra nhưng không hoạt động. Sau đó, Trang thuê Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập pháp nhân mới, thay đổi pháp nhân không hoạt động mua lại trước đó nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống, thu lợi bất chính lớn. Trang đã thuê người hoặc sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân giả đứng tên thành lập hàng loạt công ty ma khắp các quận huyện tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Đồng thời, kêu gọi người thân hoặc người có quan hệ thân thiết tham gia đường dây mua bán hóa đơn trên và phân công nhiệm vụ, vai trò cho từng người rất chặt chẽ. Trang là người trực tiếp tìm khách hàng trên mạng Internet, liên hệ qua ứng dụng Zalo để chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung, với mức giá thỏa thuận là 1,5% đến 2% trên trị giá hóa đơn chưa thuế. Sau khi chốt đơn mua hóa đơn khống với khách hàng, Trang thảy thông tin để em gái trực tiếp soạn thảo hợp đồng xuất hóa đơn. Cáo trạng xác định Trang đã mua lại 21 pháp nhân, lập mới 20 pháp nhân tại các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Tất cả 41 pháp nhân này đều không hoạt động thực, chỉ sử dụng để xuất khống hóa đơn. Quá trình điều tra trong vụ án này đã xác định được hoạt động mua bán hóa đơn trốn thuế của 31 công ty do Trang lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Riêng 10 công ty Trang lập tại Đồng Nai được tách hành vi giải quyết riêng. Trang dùng 31 công ty xuất khống 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 6.476 cá nhân tổ chức khác nhau trên 51 tỉnh thành của cả nước với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ có giá trị trên hóa đơn sau thuế giá trị gia tăng hơn 4.424 tỷ. Để thực hiện việc cung cấp hóa đơn khống cho người có nhu cầu, Trang cùng em gái là Hoàng Ngọc Phượng Trân cùng phối hợp thực hiện. Trang giao cho em gái trực tiếp quản lý các công dấu các công ty ma, pháp nhân ma, giấy đăng ký kinh doanh, chữ ký số, mở tài khoản, quản lý tài khoản và chủ động giao dịch chuyển khoản, thanh toán. Để tránh bị phát hiện, mỗi pháp nhân ma được thành lập, sau thời gian hoạt động xuất hóa đơn khống khoảng 3-4 tháng thì Trang sẽ thực hiện việc đóng mã số thuế, ngừng giao dịch sau đó trang lập và sử dụng pháp nhân ma mới nhằm tránh sự kiểm tra của cơ quan thuế và sự phát hiện của công an. Bên cạnh đó, trang kết nối và sử dụng các kế toán chuyên làm dịch vụ bao trọn gói từ đăng ký thuế, kê khai báo cá, tự cân đối doanh số đầu ra, đầu vào tương ứng với hóa đơn không xuất bán. Nhóm này đã tạo ra các chân rết để xuất không hóa đơn cho các doanh nghiệp, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng và gây thiệt hại đến ngân sách nhà nước với số tiền rất lớn. Chính vì hoạt động chuyên nghiệp tinh vi và kiên kẽ nên hành vi phạm tội của trang và các đồng phạm giúp sức tích cực tồn tại một thời gian rất dài mới bị phanh phui